Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Gia Trai nha các bạn. Hôm nay mà hổm gài mình sơn cái nồi nồi cơm nắp liền rồi nè các bạn. Rồi hôm nay mình ráp lại nha các bạn. Rồi mình sơn màu bạc nha các bạn. Bạc trắng nhuyễn nha. À, mình sơn bữa đó mình có che cái mạc Panasonic đây nè. Nồi cơm này nồi cơm xịn nha. Nồi cơm nắp liền. Mình gã ra từ giai đoạn mình mới gắn cái này lại nè các bạn. Đó. Mình sơn mặt bạc trong hổm gài nó khô ngon luôn. Thì mình mới xả cước cái mâm lại mới tinh nữa các bạn. Cái mâm nó bị dơ thôi nha, chứ không có bị gì nha. Rồi, mình tiến hành mình ráp nha các bạn. Thì cái này mình chia sẻ với các bạn mình ráp thôi chứ còn cọng dây thì mình để mình chế sau, tại vì cái xúc cách dây này nè các bạn. Đó mình kiếm cọng dây zin mình để vô nha các bạn. Mình chia sẻ các bạn mình ráp thôi. Cọng dây zin nó nằm ở trong cái ổ này nè, để mình kiếm cọng dây nào tốt mình mới gắp vô để cho kéo ra kéo vô. Dây thì mình có nhưng mà nó không có bằng các bạn ơi, dây dỏm không à, dây thường không à, mình không có gắp được. Rồi các bạn xem mình làm nha các bạn. Mình gắp cái vỏ vô luôn. Cái vỏ này nó nằm mặt nào đây nè, cái đó mình gã ra mình quên tiêu luôn rồi. Rồi mình trên mình xịt cái này mình để 2-3 bữa nó mới khô nha các bạn, nó cứng nha. Cái còn xịt mà nước mưa là nó không có cứng. Để mặt ngoài trong đây nữa, nó tháo ra quên chuối đúng rồi. Cái này nó xài khớp nha các bạn, đè khớp nó vô, nó có khớp rồi, thấy không? Nó vô khớp rồi nó dính luôn rồi, rồi vô chưa rồi đó. Rồi bây giờ mình tiến hành mình bắt vô. Cái này là cái mặt nạ nó nằm ở ngoài, mình chiên cái mặt nạ nha. Cái này nó gấp gấp ngàn thôi nha. Đó, mình đẩy mình gắn vô cái mình đẩy xuống là nó dính rồi. Cái dây này vô cầu điện rồi các bạn, còn một dây nữa thì nó nằm chỗ nào đây, một dây vô cầu điện còn một dây để mình coi sao. Đầu tiên là mình gắn mặt kích vô trước đi ha. Mà còn cầu dây nó nằm ở đây nè, nó vô cầu điện nữa nè, nó có cầu chì các bạn. Nó gắp xuống dưới gì nè. Nữa mình rồi mình nữa mình sau này mình gắp xuống mới luôn nha các bạn. Mình chỉ chia sẻ với các bạn mình gắp vỏ thôi nha, vỏ với mâm rồi thôi nha. Đó. Đây mình gắp mâm vô.
cái mâm nó có một cái chấu nó gài vô nè các bạn, nó con ốc nó gài vô nè, thấy không? Đó, vô vậy là vô rồi đó. Dưới một con ốc mâm nó nằm trên đây. Mình dặn ra con ốc mâm nữa, mình dặn vô để đây nè. Mình sợ mất ốc. Đúng ốc của nó mới được. Nó có hai con ốc rồi các bạn ơi. Cái mâm của nó, cái loại nồi này là cái mâm của nó sụp xịt gì đó. Ôi trời ơi, là mũi trắng nè. Mũi mình nó bây giờ nó chích rồi đó. Mình gáp vô thì mình hồi nãy gáp vô chặt cái này nè. Cái này nó không vô rồi nè. Cái móng này nó chưa vô nè, thấy không? Nó chưa vô ngàm nè. Nữa mình ấy lên lại. Mở gáp không câu. Cho nó vô ngàm gì là nó mình đẩy vô. Cái gì đúng nó đó. Cái nắp thì để gấp sau nha các bạn, còn cái nắp nữa, cái nắp với cái đít. Mình đo cái cầu chì còn lắm ha. Nó một mối mối vô thì nói chung là nó cũng đơn giản hơn. Mối vô thì nó một đường hâm nè, hâm nó nằm ngang bụng nha các bạn. Nồi cơm này nó hâm nó không có bị khét. Cái đường dây hâm nó nè, một cái đường dây hâm nó ha, một cái đường dây hâm nó dưới một cái đường điện vô đây, mình bắt vô một cầu đơn giản thôi đó, hai cháu rồi dặn dứt tay đi, dặn máy rồi nó gãy nữa chừng nữa. Còn cái đường dây mặt vít này với cái đường dây này thì nó nằm ở đây. Đường dây mặt vít với đường dây đèn nè, đường dây đèn chung nè đó, thì nó nằm đây, mình cho vô luôn, đơn giản thôi. Này bên hai cộng rồi các bạn, còn hai cộng này còn lại nó dắt vô trong cái ổ này nè các bạn. Đó, nó dắt vô trong cái ổ này nè, cái ổ siêu này nè, ổ này để cho điện vô nè các bạn, để mình đo thử coi chính xác không nha. Đo chính xác coi mình gắp coi nó trúng đúng không nha. Cái dây hai cộng dây nó nè, hai dây điện nè, hai dây đường điện vô nè. Mình đo cái đồng hồ nó lên đúng không nha. Này cái này nấu nè. Lên là lên cao là nấu nè các bạn. Đó ha. Để ra nấu đó, ha. Đặt lên hâm nữa coi. Này hâm là đúng nè các bạn, thấy không?
nấu nè, ăn nè. Đó. Vậy là cái này mình câu chính xác nha các bạn. Rồi cái này để mình lắp đít vô, mình lắp đít vô luôn rồi nữa mình lắp đít vô sau nha các bạn. Rồi cái này cái gúng này mình nữa mình thay sau rồi lắp đít vô, đơn giản thôi. Giờ mình lắp cái nắp, cái đít thì mình chưa có lắp nhưng lắp cái nắp nè các bạn, mới tinh luôn thấy không, mới tinh này thấy không. Cái nồi cơm của nó thì nó hơi cũ nữa bạn, nồi cơm của nó thì nó hơi cũ nữa. Cái này mình chưa có ngâm cái tẩy để mà mình rửa ra nha, nó hơi cũ chút xíu thôi, nhưng cái lớp ở trong là lớp chống dính, mình chỉ rửa mình chà cho sạch thôi. Đó, nồi nó thì rất là im nha, còn đẹp nha. Đó, nồi này 1.8 à, nồi này 1.8 nha các bạn, nồi Panasonic. Đó, rồi mình gắn cái nắp vô nha các bạn. Em lên nắp dẫn vô. Cái ốp đít này thì mình gắn vô, mình cũng phải gắn cái gúng vô mình mới gắn cái ốp đít này vô sau nữa bạn. Mình không có chia sẻ bạn cái đó được. Còn cái này mình vệ sinh rồi nữa bạn. Này thì mình gắn cái này vô. Cái này nó có gòn chân nha. Rồi mình gắn cái ốp vô nè, rửa còn nước nè. Rửa nó còn chứa nước ở trong, nó chưa sạch nữa, chưa ra được nữa. Nó có hai cái chốt nữa bạn. Hai chốt này nè. Đó. Hai chốt này mình dỡ lên nha. Dỡ lên mình cho vô một cái chốt. Cho vô một cái chốt trước. Cái này nó bị xiết. Đó, mình dỡ lên ha. Mình cho nó xuống xong xuôi bắt đầu cái mình để vô. Cái chốt ra. Hai cái chốt này là gài cái nắp lại. Chốt này là gài cái nắp luôn nè, mình gài vô cái nắp. Đó, bên đây thì cái vô này nó bên đây kia coi nè. Đó, vô sát hai cái là gài lại là cái nắp này nó không có xuất ra nè, thấy không. Rồi mình gắp cái này vô là cái đầu nắp này nha. Mình mua cái nồi này nó không có cái xì nước nha, cái miếng bợ xì nước á, mình không có gặp đó. Cái này nè bạn, cũng cái này là không có nè, để có cái này là ngon quá. Ốc đó, bữa đó mình giả ra thì nó đầy đủ nè. Đó, ốc nè, ốc sao nè. Đó, chặn vô cũng nhắc nha, nấu cơm là nước mồ hôi nó ra đường này các bạn. Nắp này nói chung ra nồi cơm này là tương đối là còn đẹp luôn nha các bạn. Nó hơi bị rỉ hơi mấy cái viền nè, mình mới sơn luôn, sẵn mình sơn luôn. Chứ lại á các bạn, mình có được cái vỏ, cái thùng của cái nồi này luôn nè các bạn. Để các bạn xem nè, mình có cái thùng luôn nha, thùng nồi cơm này luôn nè, đó. Thấy không, cái thùng này mình mua tình cờ mua cái chủ khác nha, mua cái nồi chủ khác mà nó có cái thùng bị gan luôn, thấy không. Đó, mình gắp lại cái mình để vô y gan luôn. Hên đó. Mình để vô có ai cô bác nào mua mình bán rẻ cho xài. Rồi cái này mình gắp này vô. Nói chung ra thì cái này để mình gắn cái gúng vô cái là rồi các bạn, với mình làm đường dây nha. Đó thì mình chia sẻ với bạn rồi hết rồi đó. Để còn cái này, cái cầu chì này thì nó đưa cái đường này nè các bạn. Nó gắn đây nè, nó gắn ngay đây luôn nè.
Đó, rồi chị nó gắn ngay đây luôn nè ha. Này à, lấy con vít nó dặn vít khác vô. Vít nó hơi mắc này. Bữa đó mình gửi rồi mình lấy nè, còn con ốc này là nó phá cái đít nha. Phá cái đít mũ dặn vô đó. Không kiếm mắc khác mình dặn đó. Nó thì ốc của nó inox mà nó có lông đền luôn, mình không có thì mình dặn vô rồi đây nè. Các bạn xem thấy kênh anh Thợ Da Chai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Nồi này nói chung ra là nồi càng đẹp luôn á, tại mình sơn lại, sơn sơ lại rồi xong, như là mình ép cái đít lợi cái rồi nè các bạn, cái đít lợi cái rồi dây nó ra đường này nè, dây nó ra đường này ha. Đây là này rồi cái con ốc của ốc dặn của nó nằm bên đây. Đứng nó nè. Mình bóp vô cho các bạn xem luôn nguyên cái nồi luôn. Mình vỗ vô cái là nó hít rồi. Đó, hít dịch các bạn, nguyên cái nồi luôn nè. Hoàn chỉnh nguyên cái nồi luôn. Y chang thấy không? Y chang cái vỏ nồi mình ấy luôn thấy không? Rồi chỉ còn có thay cái gúng với làm con dây nữa là được rồi nhé các bạn. Mình chia sẻ các bạn tới đây thôi, gấp cái nồi mới mình khoe cho các bạn xem chơi cho vui thôi. Rồi các bạn thấy kênh anh Thợ Da Chai có hay hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Thì trong cái video các bạn thấy gì chứ ngoài mình sơn mới tinh nè các bạn ơi. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau các bạn. Có gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem. Rồi chào tạm biệt các bạn.